Bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Bộ não tỷ phú đứng sau công ty khởi nghiệp giá trị nhất Hàn Quốc bỏ học Harvard sau 6 tháng vì khao khát phải tạo ra thứ gì đó có tầm ảnh hưởng từ khi còn học cấp 3. Bon Kim là người sáng lập và giám đốc điều hành của Coupang, gã khổng lồ thương mại điện tử trị giá 9 tỷ đô la Mỹ được mệnh danh là Amazon của Hàn Quốc. Đối với nhiều người muốn trở thành một doanh nhân thành đạt, chương trình MBA danh tiếng của Harvard sẽ cung cấp bước tiến quan trọng trong hành trình từ một kẻ mơ mộng đến một nhà sáng lập. Nhưng đối với Bon Kim, bước tiến đó nhanh hơn bao giờ hết. Phát biểu với CNBC, Kim cho rằng, tôi luôn tin vào một điều từ khi còn học cấp 3 rằng mình chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để thực sự tạo ra thứ gì đó có tầm ảnh hưởng. Vì vậy, chỉ sau 6 tháng tham gia chương trình, anh ấy đã bỏ học và quyết tâm thực hiện ước mơ của riêng mình. Bây giờ, sau chưa đầy một thập kỷ, Kim đã trở thành bộ não tỷ phú đứng sau công ty khởi nghiệp có giá trị nhất Hàn Quốc. Bon Kim là người sáng lập và giám đốc điều hành của Coupang, gã khổng lồ thương mại điện tử trị giá 9 tỷ đô la Mỹ, được mệnh danh là Amazon của Hàn Quốc. Kim bắt đầu sự nghiệp của mình tại Seoul năm 2010 và tận dụng cơ hội công nghệ đang phát triển vào thời điểm đó. Ngày nay, công ty của Kim tự hào có số lượng người dùng gần bằng một nửa dân số đất nước, khoảng 25 triệu người sử dụng. Tuy nhiên, nhà sáng lập 40 tuổi gần đây đã nói với CNBC Make It rằng anh không đặt mục tiêu để trở thành một Jeff Bezos tiếp theo. Học cách thay đổi. Trên thực tế, khi Coupang bắt đầu vào cuối những năm 2000, nó là một hoạt động kinh doanh hàng ngày theo kiểu Groupon, thường sẽ giảm giá mạnh ở thời gian đầu để khuyến khích khách hàng sử dụng thử hy vọng vào tương lai khách hàng sẽ quay trở lại sử dụng. Nhưng ngay khi Kim nhận thấy phạm vi thương mại điện tử ngày càng tăng lên, anh đã nhanh chóng chuyển sang thị trường bên thứ ba lấy cảm hứng từ mô hình eBay. Bon Kim nói, hình dạng của Coupang, mô hình kinh doanh của Coupang, những thứ mà bạn nhìn thấy từ Coupang ngày hôm nay đã trải qua rất nhiều thay đổi. Việc kinh doanh bước đầu đã thành công. Trong vòng 3 năm, công ty đã vượt qua doanh số 1 tỷ đô la Mỹ và đang trên đà chào bán công khai lần đầu. Nhưng vào những giây phút cuối cùng, anh ấy đã rút lại quyết định và thay đổi hoàn toàn mô hình kinh doanh, Kim tin rằng mình có thể xây dựng một cái gì đó tốt hơn. Anh chia sẻ, chúng tôi phải tự hỏi, có phải doanh nghiệp chúng tôi đã xây dựng, có phải những dịch vụ và trải nghiệm mà chúng tôi đang cung cấp sẽ tạo ra thế giới mà khách hàng chúng tôi yêu thích? Và thực tế thì cho thấy là không phải vậy. Bắt đầu lại. Thế là Kim quyết định làm lại từ đầu. Lần này phát minh lại Coupang như một nền tảng mua sắm từ đầu đến cuối được thiết kế để quản lý toàn bộ hành trình của khách hàng theo quan niệm từ máy tính để bàn đến cánh cửa căn hộ của bạn. Điều đó bao gồm cả việc tạo ra doanh nghiệp hậu cần theo phong cách UPS của Coupang, Rocket Delivery, nhằm mục đích mang lại niềm vui cho khách hàng và cải thiện hệ thống bưu chính của Hàn Quốc. Anh ấy nói, những mô hình mà chúng tôi thấy chủ yếu giống như của Amazon và tại thời điểm đó chúng tôi thực sự ghen tị với điều đó. Thị trường thương mại điện tử Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây và năm 2019 dự kiến sẽ trở thành thị trường lớn thứ 5 thế giới sau Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Trong khi đó, thời gian làm việc dài cùng các thành phố đông dân cư khiến đất nước này trở thành địa điểm lý tưởng cho các dịch vụ giao hàng theo yêu cầu. Coupang đã đáp ứng được những đặc điểm của thị trường đó. Ngày nay, hơn 5.000 tài xế của công ty được gọi là Coupang Man cung cấp 99,3% đơn hàng trong vòng chưa đầy 24 giờ. Dịch vụ Door Delivery mới của hãng thậm chí còn hứa hẹn sẽ vượt trội ra ngoài cả Amazon Prime. Dịch vụ chuyển các đơn hàng vào 7 giờ sáng cho các đơn đặt trước lúc nửa đêm. Kim tin rằng mức độ chi tiết là những gì đã giúp làm nổi bật doanh nghiệp của mình trong một thị trường cạnh tranh cực kỳ lớn. Trong khi Amazon không hoạt động ở Hàn Quốc, Coupang năm ngoái, tức 2018, đã vượt xa các tên địa phương như G-Market và 11th Street để được đặt tên là nhà bán lẻ trực tuyến ưa thích nhất của người tiêu dùng. Kim nói, thời điểm ban đầu dường như rất khó khăn, chúng tôi phải xây dựng toàn bộ cơ sở hạ tầng này, xây dựng công nghệ để tích hợp tất cả từ đầu đến cuối và may mắn đã mỉm cười đến cuối cùng. Lấy Hàn Quốc là một hình mẫu. Lợi thế thị trường đó cũng khiến các nhà đầu tư phấn khích. Tính đến tháng 11 năm 2018, Coupang đã nhận được tổng cộng 3,6 tỷ đô la Mỹ từ các tên tuổi lớn bao gồm SoftBank, Square Capital và BlackRock. Điều đó đã mang lại cho công ty một mức định giá ước tính là 9 tỷ đô la Mỹ, khiến nó trở thành công ty khởi nghiệp có giá trị nhất Hàn Quốc theo Forbes, và Bon Kim trở thành một biểu tượng của sự thành công. Tuy nhiên, Kim lưu ý rằng anh và các nhà đầu tư của mình sẽ tìm cách phát triển Coupang trong thời gian dài. Coupang gần đây đã vượt qua doanh thu 10 tỷ đô la Mỹ và đang sử dụng số tiền đó để mở rộng kinh doanh trong nước trước khi có khả năng tung ra nước ngoài. Người sáng lập Coupang chia sẻ, môi trường Hàn Quốc hiện đang có sự đô thị hóa cao, mật độ dân số cực cao và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tốt. Đó là những điều mà sẽ có ở nhiều vùng khác, nhiều khu vực khác, đặc biệt là ở châu Á khi họ hiện đại hóa. Duy Thắng, theo Chí Đức Trẻ, CNBC, CafeBiz.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhstudio@gmail.com, số điện thoại 0964 002 593.